Xin chào quý thính giả của chương trình Sống Đạo. Nhân dịp mùa Giáng sinh, chúng tôi xin kính chúc quý vị hưởng được những ngày Giáng sinh thật là vui tươi, tràn đầy ơn phước của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, sinh nhật, ngày kỷ niệm sự ra đời của bất cứ một ai cũng là một ngày đáng ghi nhớ, một ngày vui cho gia đình, cho bạn hữu, nhưng sự Giáng sinh của Chúa Giêsu đem lại một niềm vui thật đặc biệt cho cả nhân loại của chúng ta. Sự ra đời của Chúa là sự ra đời đã được thế giới của chúng ta trong đời nhiều thế kỷ. Làm cho tôi nhớ lại câu chuyện ở bên Anh Quốc. Vào thế kỷ thứ 16, có một dạo dân xứ Anh trong đợi một hoàng tử ra đời. Họ đợi rất lâu, họ trông mong, họ cầu nguyện rồi một ngày kia, Hoàng Nhi đã ra đời. Họ đặt cho cái tên là The Prince of Wales, hoàng tử của xứ Wales. Khi hoàng tử ra đời, thì cả dân trong xứ, dù cho quý phái hay bần nông, dù cho sang cả hay nghèo hèn, tất cả đều sung sướng như điên. Họ nhảy múa, họ ca hát, họ mở tiệc ăn mừng. Nhưng cũng chính trong cái ngày mà vị hoàng tử của xứ Wales ra đời đó, thì một đứa trẻ khác được sanh ra trong một gia đình nghèo khó ở một cái xóm thật là nghèo trong thành phố London. cậu bé mang tên là Tom Canty. Tom Canty thì đi ăn xin khắp đầu đường xó chợ, rồi một hôm nó lang thang lạc tới trước cung điện của anh hoàng nó trố mắt kinh ngạc trước vẻ đẹp lông lấy của lâu đài nó bước gần tới cái cổng để coi cho rõ hơn nhưng tên gác cổng to dèn dàng vội bước tới đưa tay đẩy nó lui đi không cho nó tới gần cái đẩy quá mạnh làm cho nó bị mất thăng bằng và té lăn ra đất tình cờ ngay đúng lúc đó hoàng tử lại xuất hiện bước tới đỡ nó ra đỡ nó dậy an ủi nó và rủ nó đi thăm hoàng cung trước sự run sợ của các tên ngự lâm và hoàng tử đưa, đưa Tom Canty vào trong phòng của chàng chỉ cho nó coi tấm kính soi to thật là lớn hai đứa trẻ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy mặt mày của hai đứa giống nhau như đúc ở trong tấm kính vậy chỉ khác có một cái đó là Tom thì ăn mặc dơ giấy, rách rưới. Rồi người vị hoàng tử thích thú nói, phải chi mình trần trường thì chắc khó ai có thể nhận ra được đứa nào là hoàng tử, đứa nào là Tom. Rồi hai đứa hai đứa trẻ bỗng cùng nảy ra một một ý kiến. Nếu hai đứa mình đổi quần áo với nhau, đứa này đóng vai đứa kia vài ngày thì chắc là khoái lắm nhỉ. Thế là hoàng tử mặc lấy bộ áo quần của Tom rồi bước ra khỏi hoàng cung đi lang thang ăn xin sống ở đầu đường sống ở nơi xó chợ với đủ những thành phần căn bã của xã hội trong khi đó tom thì khoác cái áo gấm đóng vai hoàng tử chung đụng với mọi người thuộc hàng quý tộc thượng lưu ở trong triều đình nhưng không bao lâu hai đứa trẻ cảm thấy chán với cái trò chơi giả vờ của mình hoàng tử trở về định bước vào hoàng cung các Như? lính gác lại đuổi đi cậu có nói gì thì họ cũng không tin cậu là hoàng tử thật họ lại còn bắt cậu nhốt vào trong ngục thất nữa ngay cả Tom Canty đứng ra phân trần giải thích cũng không ai chịu tin hết cả và sau cùng thì ngày lễ đăng quang cho hoàng tử lên làm vua gần kề triều đình mới thật sự biết là họ chơi một trò chơi đổi lốt tinh nghịch như thế. Thưa quý thính giả, Hoàng tử Prince of Wales lên ngôi vua lấy hiệu là Edward thứ sáu trở thành một vị vua khoan dung nhân từ nhất nước Anh từ trước đến nay. Vì cớ ông đã tự chính mình kinh nghiệm được cái cảnh nghèo khó, ông hiểu thế nào là bị ngược đại, ông hiểu thế nào là bị áp bức, thế nào là bất công xã hội. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện của Mạc Thuyên kể đó làm cho tôi thấy được rõ hơn cái vai trò và cái câu chuyện đổi lốt của Chúa Giêsu, một đấng đã từng từ trời hạ xuống thế làm người. Và trong câu chuyện đổi lốt của Chúa Giêsu, tôi thấy có ba điểm đặc biệt mà phúc âm uh, đã ghi lại cho chúng ta trong thánh kinh thơ Philip Phaolô đã Thánh Phaolô đã ghi lại câu chuyện Chúa Giáng Sinh một cách rất là đặc biệt như thế này ở trong Philip chương thứ hai câu thứ năm đến câu thứ 11 Thánh Phaolô dạy hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có ngài vốn có hình đức chúa trời xong chẳng coi sự bình đẳng mình với chúa trời là sự nên nắm giữ chính ngài đã từ bỏ mình đi lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên nơi rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Họ cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đồ gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Có xin Thiên Chúa dùng lời của Chúa ban phước đến cho quý vị. Nhưng qua cái lời dạy của Thánh Phaolô ở Philip chương thứ hai này, tôi nhận thấy có ba đặc điểm về cái cuộc đổi lốt của Chúa Giêsu cho chúng ta. Thứ nhất đó là Ngài đã hạ sinh để đến. Ngài đã hạ sinh để đến. Chúng ta kỷ niệm, chúng ta ăn mừng mùa Giáng sinh. Giáng sinh có nghĩa là từ trời cao mà hạ xuống và Đức Chúa Giêsu là đứng đã hạ sinh để đến với chúng ta ngài đã đến qua cách hạ sinh hay qua cách giáng sinh của ngài Thánh Phaolô dạy rằng chính Đức Chúa Giêsu đấng Christ này vốn có hình của Đức Chúa Trời cái chữ có hình có nghĩa là có đồng một bản thể với Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Giêsu này giống như thượng đế. Thượng đế toàn năng thế nào? Chúa Giêsu này toàn năng, tức là làm bất cứ việc gì cũng được thể. Đức Chúa Trời toàn tri thì Đức Chúa Giêsu cũng biết hết tất cả mọi sự. Đức Chúa Trời là đấng toàn tội thì Đức Giêsu cũng ở khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời toàn thiện Đức Chúa cũng là một đơn toàn hảo. Phúc âm văn chương thứ nhất cho chúng ta thấy được cái lý lịch tiền tài của Chúa Giêsu như thế này. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời là danh hiệu đặc biệt dành cho Chúa Giêsu. Cho nên phúc âm văn dạy ban đầu có Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu ở cùng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Điều đó cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là một đấng đã có từ trước đời đời. Ngài là ngôi hai Đức Chúa Trời. Ngài dự phần trong công cuộc sáng tạo. Khi Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ, Ngài dùng lời của Ngài, Ngài phán thì bèn có sự sáng. Ngài phán thì bèn có muôn vật ở trên đất. Lời phán đó chính là ngôi lời chính là Đức Chúa Đức Chúa Trời bởi ngôi lời mà dùng tiếng phán cho vũ trụ được thành hình. Chính Chúa Giêsu cũng đã tự xác nhận ở trong Phúc Âm Giăng chương thứ 8. Câu thứ 58 của đoạn đó, Chúa Giêsu phán trước khi chưa có Abraham đã có ta. Quý vị thấy không? Đối với dân Do Thái, ông tổ Abraham của họ là người đầu tiên đáng kể. Thế mà Chúa đã tuyên bố cùng họ rằng Ngài đã hiện hữu ngay cả trước khi có ông tổ của họ là Abraham. Nhiều người hôm nay lưu luận rằng họ theo uh, giáo chủ này, giáo chủ nọ là vì cưới những giáo chủ đó sinh ra trước Chúa Jesus. Thưa quý vị không, Đức Giêsu không phải chỉ mới đến cách đây có hai ngàn năm mà thôi. Ngài không phải hiện hữu từ hai ngàn nay mà thôi. Đức Giêsu đã có muôn đời về trước. Ngài không những hiện hữu muôn đời về trước, mà Ngài cũng chính là Thượng Đế. Ngài chính là Chúa Trời. Phúc âm văn chương thứ 10, Chúa Giêsu đã tự xưng Ngài với Chúa Trời là một. Và trong văn chương thứ 14, Chúa Giêsu cũng đã tự nói ai đã thi ta tức là đã thi cha đó là lịch tiền tội của chúa của thế giêsu chúa vốn có đồng một bản thể với chúa trời nhưng mà thánh phaolô cũng dạy thêm rằng ngài chẳng xem sự bình đẳng mình với chúa trời là sự nên nắm giữ đúng ra cái chữ nắm giữ đó phải nói là nắm lấy nắm giữ có nghĩa là keep giữ lấy nhưng mà nắm lấy là crash tiếng anh là crash là rob có nghĩa là giật có nghĩa là chiếm đoạt có nghĩa là vói cho được truy sư không vì Đông một bảng thể mà đòi cho được vói cho được giật cho được cái quyền bình đẳng với chúa trời để được tôn vinh như chúa trời quý vị thân mến làm người ai cũng muốn lên cao còn chúa Ngài chinh phục thế gian bằng sự hạ sinh của Ngài. Đặc điểm thứ nhất của cái cuộc đổi lốt của Giêsu đó là Ngài đã hy sinh để đến với chúng ta. Ngài đã hạ sinh, xin lỗi, Ngài đã hạ sinh để đến với chúng ta. Và từ đó dẫn tôi đến cái điểm thứ hai trong sự điệp này, đó là Ngài không những hạ sinh để đến, Ngài cũng đã đến để hy sinh. Thánh Phaolô dạy tiếp ở trong câu thứ bảy của Philip chương thứ hai, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hạ mình xuống, Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ngài đã tự bỏ mình đi, Ngài đã hy sinh chính mình. Tự bỏ mình đi có nghĩa là thoái vị. Nhưng không như vua Bảo Đại đã từng thoái vị. Lịch sử Việt Nam chúng ta đã kể lại thế nào ngày 25 Tây tháng 9 năm 1945 trước áp lực chính trị vua Bảo Đại phải từ bỏ ngôi vua. Trong cái chiếu thoái vị vua Bảo Đại tuyên bố chú Quốc dân như sau. Trọng hết sức vui người cho cái nỗi làm vua 20 năm mới gần gửi dân được có mấy tháng. Chưa làm được ít lợi gì cho quốc dân như lòng chậm mong muốn. Trọng cũng quả quyết thoái vị. Đó là vua bảo đại. Đó là cái cách thoái vị của một của những vị vua chúa trên trần gian này. Còn Chúa Thế Giêsu thì sao? Ngài từ bỏ chính mình bằng cách lấy hình tối tớ và trở nên giống như loài người. Chúa Thế sư không những chỉ cúi xuống chỉ thăm dò thế gian từ đằng xa, ngài đã tự bỏ mọi vinh hiển của trời cao rồi mặc lấy mọi yếu đuối của con người như quý vị và chính mình tôi. Sự thoái vị sự từ bỏ diệu kỳ của Chúa Thê Sư đã được nhà truyền đạo trứ danh tên là C.H. Spurgeon mô tả như sau. Đấng tối cao mà trở thành con trẻ, hằng hữu mà chịu sanh bởi đàn ba, toàn năng mà lại cần bú, nâng đỡ cả cái vũ trụ bao la trên bàn tay mình mà lại cần phải có mẹ bồng ẩm. Làm chủ trời đất mà lại được gọi là con của Joseph Được quyền thừa kế cả muôn vật mà lại được gọi là con của gã thợ mộc nghèo hèn là vua trên trời mà lại thành người trên đất chịu nghèo hèn bắt bớ bạc đại đáng được hưởng thiên đàng mà lại phải sinh ra nơi chuồng chiên má cỏ vì không có đủ chỗ ở trong quán quý vị thấy không đây là một sự thoái vị một sự tư bỏ lạ thường không những Ngài chỉ từ bỏ Ngài còn lấy hình tôi tớ Không những thôi là vua Ngài trở nên một tôi mọi Nói về mục đích của sự Ngài đã đến Chúa Sư đã tuyên bố trong Phúc âm Matthew chương 20 câu thứ 28 ấy vậy, con người đã đến Không phải để người ta hầu việc mình Xong để mình hầu việc người ta Quý vị thân mến Thật như Thánh Phaolô đã dạy Chúa Jesus đã hiện ra như một người Tự hạ mình xuống Không những ngày hạ mình xuống Để hầu việc Mà còn để chết thay Ngài tự hạ mình xuống vong phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Quý vị có thấy không? Chúa Giêsu là người duy nhất đã sinh ra, đã đến trong trần gian này không phải để sống mà là để chết. Suốt 3 năm hành đạo, Chúa Giêsu đã tìm đủ mọi cách để chuẩn bị tinh thần của chính mình và của các môn đệ của chính Ngài cho cái ngày lên thập tự đó. Ngài chịu chết, chịu cái chết sĩ nhục nhất, đau đớn nhất, cái chết trên cây thập tự. Chúng ta đừng quên, mùa Giáng sinh sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có lễ thương khó kỷ niệm sự chết của Chúa vì chúng ta. Christmas sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có cái mà tôi gọi là cross mass lễ về thập tự giá. Cũng vì vậy mà trong Mai Thơ chương thứ 20 câu thứ 28 Chúa Giêsu đã tuyên bố ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người chúng ta thấy hai phương diện đầu tiên của cái cuộc đổi lối của Chúa Giêsu ngài đã hi, đã hạ sinh để đến và ngài đã đến để hy sinh nhưng thưa quý vị, đó không phải là kết thúc của cái cuộc đổi lột này. Cuộc đổi lột này đã đưa Chúa Giêsu đến một cái chỗ kết thúc thật là huy hoàng và cái huy hoàng đó trở thành cái huy hoàng của chúng ta. Ngài không những đã hạ sinh để đến, ngài không đến không những đến để để hy sinh, nhưng mà ngài đã đến để đem sự hồi sinh. Chính Chúa Giêsu này đã được hồi sinh, chính Chúa này đã được quyền năng của Chúa trời khiến cho phục sinh từ cõi chết sau khi ngài bị Treo trên tự giá, chịu chết và chịu trộn. Những câu cuối cùng của Philip thứ hai mà tôi đọc cho quý vị kết thúc như thế này. Cũng vì đó, nên sức Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi dân. Hồi cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thấy đều quy xuống và mọi lưới thấy đều, đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà Ông vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Danh giê -xu là một danh hiệu mà thiên đàng đã định cho Ngài trước khi Ngài hạ sinh lận. Câu chuyện Giáng sinh chúng ta quá quen thuộc. ma thơ chương thứ nhất đã ghi lại câu chuyện Giáng sinh đó. Và câu thứ 21 đề cập tới danh hiệu mà Ngài đáng phải được gọi. Danh hiệu mà thiên sứ đã phán bảo cho Joseph bảo phải đặt cho ngài là danh hiệu Giêsu. Thiên sứ bảo cùng Joseph cha của ngài, người khá đặt tên là Giêsu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Quý vị biết không, trong tiếng Do Thái, danh hiệu Giêsu là Yose, có nghĩa là sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi. Và cũng chính vì đó Khi nghe đến danh cứu rỗi này Khi nghe đến danh giê -xu này thì Thánh Phaolô dạy rằng mọi đầu gối ở trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống nghe đến danh của Chúa cả thảy đều phải quỳ xuống kể cả tội lỗi kể cả ma quỷ kể cả mọi bệnh tật phải quỳ xuống quả thật vậy chúng ta thấy cái quyền năng của danh Chúa Giêsu đã được thể hiện, đã được bày tỏ khi ngài sai 70 môn đệ của ngài đi ra để giảng đạo mà phúc âm Luca chương thứ 10 đã ghi lại. Họ đi ra rồi họ trở về cách vui vẻ và trong Luca chương thứ 10 câu thứ 17 họ thưa với Chúa rằng lạy Chúa vì danh Chúa mà các quỷ cũng phải phục chúng tôi. Quý vị thấy không? Danh giê làm cho ma quỷ phải run sợ. Danh giê làm cho kẻ bị quỷ ám được hồi sinh. Rồi sau khi Chúa Sư chết và thăng thiên, các môn đệ của Ngài vẫn còn quyền năng của danh đó. Được rồi, trong công vụ chương thứ ba, câu thứ tư đến câu thứ sáu, chúng ta thấy cái cảnh của hai sứ đồ mang tên là Phi-rơ và Giăng ở tại cửa của đền thờ gặp một người què ăn xin và hai môn đệ ngó chăm người què ăn xin nơi cửa đẹp của đền thờ mà nói rằng hãy nhìn xem chúng ta ta chẳng có bạc vàng chi hết xong điều ta có thì ta cho ngươi nhân danh đức Jesus Christ ở Nazareth hãy bước đi Führer nắm tay hữu của người bại đó đỡ cho đứng dậy tức thì người liền được lành danh chúa làm cho kẻ bại được hồi sinh bệnh tật phải quy phục trước danh của chúa con ma của bệnh tật con ma của ma túy con ma của mọi nghiện ngập trong cuộc đời của quý vị của chính mình tôi của tất cả chúng ta con ma của sự thất nghiệp con ma của của những hận thù con ma của của những gãy đổ gia đình của những ly dị những con ma đó đều phải quỳ gối quy phục Chúa hết cả. Công vụ chương thứ tư câu thứ 12 cho chúng ta thấy sự trỗi vượt của danh đó. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác đã được ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Và thưa quý vị, điều quan trọng cho chúng ta trong mùa giáng sinh này là chúng ta có thể tin vào danh đó để được tha tội. Điều quan trọng nhất quyền năng lớn nhất của danh này là đem lại sự tha tội cho chúng ta. Và thánh Phêrô đã dạy chúng ta ở trong công vụ chương thứ 10 câu thứ 43. Khi Phêrô khi Phêrô rao truyền tin mừng cứu rỗi cho uh, vị đội trưởng mang tên là Cọt Cọne thì phi sứ đồ của Chúa đã phán hệ ai tin ngài thì được sự tha tội vì danh ngài sứ đồ dân cũng đã viết trong bức thư thứ nhất chương thứ hai câu thứ 12 hai hỡi các con cái bé mòn ta ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho quý vị thấy không danh Giêsu này danh Chúa có thế này đã làm cho linh hồn tội nhân được hồi sinh được tái sinh. Và khi nghe đến danh đó, thì mọi đồ gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thấy đều phải quỳ xuống và mọi lưỡi thấy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa trời là được Chúa Cha. Không gì chúng tôi có thể thiết tha hơn để kêu gọi. Cho bằng kêu gọi quý vị ngay trong giờ phút này, nghe đến danh của Chúa Giêsu, đấng đã đổi lốt, đấng đã Lấy cái sự hạ sinh mà đến với chúng ta Đến để hy sinh cho chúng ta Rồi từ đó đến để đem cho chúng ta Sự hồi sinh, sự phục sinh Một sức sống mới Tiếng kêu gọi là chúng ta hãy quy phủ phục Xưng nhận danh đó là danh của Chúa của chúng ta Câu chuyện Hoàng tử và Hàng, à, hàng tử câu chuyện hoàng tử và hàng tử nhắc cho chúng ta đến cái câu chuyện Chúa Giêsu thật chúng ta không khác nào đứa trẻ nghèo nàn còn Chúa Giêsu lại là một hoàng tử và trong chương trình đổi lốt để cứu chuộc nhân loại, Ngài đã cởi chiếc cầm bao và khoác chiếc áo rách rưới tầm thường của chúng ta. Ngài sinh ra nơi chuồng chiên dơ giấy, Ngài lớn trên, trên lên trong một gia đình nghèo hèn. Lúc đi giảng đạo thì chung đụng với mọi thành phần, bị xem là cặn bã của xã hội. Sau cùng, Ngài bị bắt bớ, Ngài chịu ngược đại, chịu những bất công rồi chết thảm thiết ở trên thập tự giá hầu cho chúng ta có thể sống trong vinh quang của thiên quốc quý vị thấy không Chúa Giêsu đã tự hạ mình và chỗ thấp hèn nhất để không ai trong chúng ta phải cảm thấy ruột rè khi đến với ngài không một chuồng heo nào của tâm hồn dù vô dù dù, dù cho dơ bẩn đến đâu dù cho hôi thối đến đâu lại không xứng đáng để có thể mời Chúa bước vào để được tẩy sạch không một trái tim tan vỡ nào Chúa không thể hàn gắn Không một giọt lệ nào mắt Chúa xem thường Chúng tôi kêu mời quý vị hãy đến với danh cứu chuộc của Chúa Giêsu.